Mấy năm gần đây, nhiều trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị hư hỏng, xuống cấp, tháo dỡ nhưng vẫn chưa được sửa chữa xây mới, khiến cả ngàn học sinh phải học ghép lớp hoặc di chuyển xa đến điểm trường khác học nhờ, ảnh hưởng không ít đến chất lượng dạy và học. Theo đó, năm 2020, trường tiểu học Đại Phong, xã Phong Thủy, ngập sâu sau trận lũ lịch sử, khiến giải 8 phòng học cũ không thể sử dụng, địa phương cho tháo dỡ đến nay chưa xây dựng lại khiến gần 400 học sinh phải học ghép rất bất tiện. Còn tại điểm trường Phú Thiết, thuộc trường tiểu học Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, đã đóng cửa 3 năm nay do 8 phòng học xuống cấp, 70 học sinh ở đây phải về trung tâm xã để học ghép. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy, thì điểm trường này chờ xây mới đã 3 năm. Ngoài ra trường tiểu học Sơn Thủy có 500 học sinh đang theo học, nhưng cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng cột trụ trong dãy nhà chức năng của trường nứt hở lớn, lòi cả sắt gỉ bên trong, chân tường mục nát. Trường Trung học cơ sở Trường Thủy có một dãy nhà cấp 4 bị sập, địa phương cho tháo dỡ từ năm 2020, đến nay chưa có vốn xây mới khiến 400 học sinh phải học ghép chật chội.